Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm một clip lắp máy vào thuyền nha các bạn. Đây là cục máy EC25 250 hay thì nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp vào chiếc xe máy nước của mình nha, chiếc xe đạp nước nè. Đây mình sẽ lắp vào con này, mình xuống sông chạy thử nha các bạn.
ghê các bạn. Bây giờ mình sẽ đem xuống sông mình test chạy thử nha các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ test chạy thử vài vòng nha. Sao cảm giác cái lỗ tai sao? Hả? Cái lỗ tai sao? Gì? Cái lỗ tai còn nguyên không? Bây giờ mình khoái hàng cái bô vô các bạn ơi. Chứ hồi nãy mình test chạy nó điếc lỗ tai quá các bạn. Hồi nãy mình gắn cái bô nó mình không có gấp cái khúc đầu vô các bạn. Chạy nó la điếc lỗ tai quá trời chịu không nổi. Bây giờ mình hàng lại cái bô với mình thay lại cái chân vịt này các bạn. Đây cái chân vịt này mình thay lại vịt nhỏ hơn nha. Cái chân vịt Thái các bạn, chạy nó nặng nước quá, chạy nó không có đi. Bây giờ mình sẽ xuống test chạy thử nha. Chạy cũng tầm 50 cái số giờ các bạn. Giờ thì xin chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.